Và con có nghe nói ông hai là để nhìn người nào là biết sắc mặt của người đó như thế nào luôn không hai? biết Biết luôn. người giờ có người trên trời hay là người dưới đất ha, các hàng trăm quan đều biết hết trơn. Bởi vì tôi là nói là chức vụ tôi là thống soái. Thì đầu tiên xin chào quý anh chị và cô chú. Thì bữa nay cũng là cái nhân duyên gặp ông hai vô trai. Thì mời quý anh chị và cô chú để theo chân của cửa Thanh Trúc ha, để coi nội dung chỗ nhà của ông hai để trưng bày như thế gì nè. Quay rõ vô mấy hình này. Cái vật này là cái người đứng này là hình gì ông hai? Nguyễn Trung Trực. Nguyễn Trung Trực hả? Còn còn cái hình này là Võ Thị Sáu không hai? Võ Thị Sáu. Còn này là Mỹ Châu. Mỹ Châu. Còn những mấy cái hình này không? Cái này là cái thờ mấy hai, hai rồi cho con gửi cái nét luôn ha. Rồi, cái thờ gì không hai? Ông chỉ từ cái này là hồi là cái hai cái nhau mà nhau gũ. Dạ. Đó. Rồi về đây, rồi người ta đấy lấy đi rồi y không chịu đi, nhưng tôi phải là thay thế làm hai cấp bé. Còn cái hình này nè ông hai, hình này là Tây Dương Mẫu. Tây Dương Mẫu, Tây Dương Mẫu là gì đó quý vị? Ở trên cung trời là bả trồng là quả đầu tiên. Đó là quả đầu tiên đó. Còn cái này là bà Năm Hải, mẹ Năm Hải. Ừ. Năm Hải đây không hai? Hai thờ quá nhiều. Cái hình gì, hình tướng này là hình gì ông hai? Vị tướng gì? Hai vị tướng của bà Tây Dương Mẫu, cũng như người ta giữ cửa cho bà. Hai bên vậy đó không? Dạ rồi. Còn cái này là Na Cha. Na Cha. Đây là hình Na Cha nè quý anh chị. Ừ, đẹp không? Rồi mình có hình Dương Tiễn không hai? Chưa hả? Chưa có làm sát phục. Cái hình sát phục này là hình gì không hai? Đó là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngọc Hoàng Thượng Đế. Đó. Đẹp đâu quý vị. Ở trên ở hình đằng sau là hình gì ông hai? Cái này là tiên nữ của bà Địa Mẫu, hầu có hai nữ tướng hầu cho bà Mỏ Ngó Đen đó, bà Địa Mẫu đó. Dạ. Rồi. Rồi. Thì bữa nay cũng là cái nhân duyên con lại ông hai. Thì đây thưa quý anh chị và cô chú, ông hai là ông hai vô trai. Thì ông hai ở đây thì làm bên tâm linh. Và con có nghe nói ông hai là để nhìn người nào là biết sắc mặt của người đó như thế nào luôn không hai? Biết. Biết luôn. Người giờ có người trên trời hay là người dưới đất ha, các hàng trăm quan đều biết hết trơn. Bởi vì tôi là nói là chức vụ tôi là thống soái. Trên ngọc đế dưới là tôi. Cai quản các thần tiên. Đó. Bởi vì là miễn tôi không có đi đâu, mà khi ra đi thì có chiếu trời mới được ra khỏi cung. Bởi vì bên đó nằm bên vua. Chiếu chỉ rồi trên trời xuống nó bốn vị Dương Tiễn rồi Na Cha, Cự Linh Thần, Lâu Chấn Tử, Hồng Hài Nhi, Kim Cha, Mộc Cha là bảy vị là tướng trời đi phò trong cái vô hình. Còn phái nữ bà Chú Sứ, bà Thâm, cô Năm Trường Ngọc Nữ, công chúa Phù Dung là có họ Mạc đó. Rồi Nam là Phù Đổng Thiên Dương là ở miền Bắc. Mà Chánh Sai Đề Càng 12 trăm quan theo phò, mà ta phò phò vô hình đó.
Bởi vì trơn mạng thì trơn mạng thì tử nó mới có nó người phò ở trên đi xuống người ta mới phò trong vô hình chứ không phải giống như là các đạo giáo phái mỗi người ra đi xài chùa nó kéo binh y đó. Rồi tôi nói cho kể cái nhớ là cái năm thì không nhớ, thì Hoàng Mẫu là bà địa mẫu. Tôi kêu Hoàng Mẫu là tôi ơi có thái tử trong triều, kêu Hoàng Mẫu. Rồi bà kêu phải con phải cứu giác chúng sanh là 92 ức. 92 ức là tức là bà cho xuống trần gian đầu thai chúng sanh. Nhưng mà bà không kêu về được, bắt buộc tôi phải thâu về. Là hồi nãy giờ là ông hai nói về cõi trên rồi cõi dưới luôn. Cõi trên cõi dưới luôn. Rồi xong rồi bắt đầu nó con không có đi tìm nha. Rồi cái bản rồi thì từ nè nước Tây, nước Mỹ, Ấn Độ, Trà Già, Ma Ní, Cuba, Thái Lan, Nhật Bản là Trung Quốc. Là mỗi lần về là 50 tỷ linh hồn. Dữ hả? Mỗi lần về mà 50 tỷ linh hồn. Là sao ông hai? Để bắt đầu rồi tôi kể giai đoạn về hiểu. Về cái bắt đầu đứng ngay trước cửa mà vô có một người. Đó đi ông hai. Vô là một người thì người đại diện. Cái nút coi. Nó lỏng. Chứ không ai mà nói chuyện trên trời dưới đất như tôi đâu được. Nói đi chú hai. Rồi về vô đây mà chỉ có một người, còn bao nhiêu người ta đứng ở ngoài được, cũng như người tránh. Thì vô đây hỏi ở nước nào, tôi nước Mỹ. Nó hỏi về đây làm gì, nói trên trời mở cái lớp học, nhờ thái tử đưa tôi về trời ăn học. Đó. Rồi xong rồi chấp nhận đàng hoàng bắt đầu. Cái ông mấy người cái dông hồn nó bây giờ thái tử ơi, tôi giờ đau bụng quá rồi mấy ngàn năm nay rồi, cái dông hồn mấy năm nó có ai cho ăn cái tay tôi chỉ một cái là 7 lần là gạo lên là như bằng cỡ nhà lầu cao vậy đó. Mà 7 lần cho ăn. Rồi ăn xong đàng hoàng bắt đầu hỏi no chưa, nói no rồi, no xong thì bên nay tôi cầm cái bầu linh dược của mẹ qua. Tôi là toàn pháp báo ở các vị Phật cung trời cung nào cũng đều giao cho tôi hết. Rồi bắt đầu tôi đưa tay bên đây, nói giờ thái tử tôi khát nước quá, tôi phất 3 cái mưa tầm tạ, bắt đầu uống xong bắt đầu tôi hỏi no chưa. Nó no rồi, no rồi tôi rút. Nói giờ thái tử ơi, bây giờ tôi ở chuồng ở trần giờ quá lâu rồi, không có quần áo bận, giờ thái tử cho tôi quần áo. Cái tôi chỉ là 7 lần là cái lên cao rồi. Cũng như là 5-10 tầng cái nhà đó. Quần áo bắt đầu bận xong đằng hỏi giờ đủ chưa, nói đủ. Rồi bác điệu đi ra ngoài. Ra ngoài bắt giờ ôm, bắt đầu các dòng linh nó ôm sát nhau. Nghe nói ốc nổi được. Nghe không? Nói nhau rồi ôm vòng tròn giống như trái banh đó. Cái bắt cái tay tôi vòng, tôi vẽ vòng tròn. Là không cho không khí vô cái linh hồn đó. Vẽ xong bắt đầu cái tôi nhảy lưng bay liền, cái tôi nắm sợi dây. Tôi kéo gì trời. Nha. Mà các nước nào cũng vậy, làm theo pháp môn vậy đó. Còn nói giờ tôi đang dạy ở trên cung trời là 2.000 tỷ. Mà mỗi một ngày tôi phải sức hồn về trển. Dạy.
Vậy mà không phải vậy ngồi tầm thường đâu, ngồi dưới trên tòa xem nè. Vậy chở nó còn mới là cái đợt thứ nhất, còn đợt thứ hai còn là 700 tỷ là chưa phá một, phá một là chưa có giúp, còn đang thâu nhân sanh nữa đó. Còn tôi nói về cảnh Phật A Di Đà, A Di Đà và Phật Thích Ca thì xá lệ Phật với một kiều liên à, là mà đem chú chị của Phật xuống hỏi à, là đây có chuyện gì. Anh nói tôi dân lệnh của Phật Thích Ca mời Thái tử về Tây Phương, thì đây gì đấy bắt đầu đi qua bển. Vô cửa thứ nhất là hai vị gác cửa, tôi nói gọi rằng nha. Còn vị vô cửa thứ hai thì chặn đó là vô ba trận, vô trận thứ ba là bốn người tay nghe giữ đó. Còn vô hai rồi vừa qua trận thứ ba là 8 người vô mới tới Phật Thích Ca. Tôi nói ở đạo các đạo giáo phái nói là thâu về Tây Phương, chưa biết cảnh Tây Phương ra sao. Ông vậy là ông hai là có biết cảnh Tây Phương rồi, ông hai có từng đi lên chảnh để thấy không hai? Ăn đầu tiên không hai? Đầu tiên là chỉ bên Phật Ca không có. Chỉ có bà Tây Vân Mẫu, à, một là hai cung trời, hai là các cung các mẹ ở trển mới có là ăn quả đầu tiên. Là ông hai có ăn đầu tiên chưa câu hỏi á? Ăn rồi, một ăn nhiều nhất là ba trái. À, còn các chỗ kia chỉ có một trái. À, rồi vô xong rồi gặp Phật Thích Ca. Đó, Phật Thích Ca là tôi nói về cảnh đó. Còn bên A Di Đà, ai nói kinh sách đều nói A Di Đà, cũng chưa biết là cảnh A Di Đà là sao. Qua bên Tây Phương thì bắt đầu tôi quỳ xuống nói Hoàng Nhi chào Phật A Di Đà, thì ông đứng ở trên cao ông chỉ một cái cũng như cái cọng sen đó, bằng như bằng ngón tay như cái nè, mà nó cao lên, cao lên cao thì cao, thì ở chỗ nó có một cái tòa sen, tôi bắt đầu tôi phóng một cái tôi ngồi dậy, nha. Còn với nói thì nói luôn là cả trong trong đất nè, lúc nào trời mưa giông gió, diệt gió chứ không diệt mưa. Thì trời mưa mưa liền gió âm. Thì tôi tấp tay một cái gì niệm Phật thì hiện ra 18 tay. Dữ vậy, cũng hay thôi. Hiện ra 18 tay, để đỡ gì không? Thì mỗi cái lần cái tay đó, là mỗi cái phép báo. Bắt đầu tôi mới quăng cái cờ lệnh vô lên án binh bất động mà. Với điều thứ hai tôi cầm cái hồ lô tôi thông gió, thì cả chừng cả 10 phút thì gió tiêu luôn tại châu đất nè. Nhưng mà cái nhiều cái chúng sanh nó phản hạnh, tại sao mà ông dám chống trời? Tôi trả lời, tôi đây vì nhân sanh, tôi cố chú nhân sanh. Ông kia nói rồi trời giết cậu, thà là tôi hy sinh một mạng mà tôi cứu hàng vạn chúng sanh. Nó cái nói gì